Tập 8 tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng sẽ là dịp để các nghệ sĩ bộc bạch tâm tư tình cảm về nhiều phận đời qua lời ca tiếng hát. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoen, hỏi còn ai cô chi. Em ơi, anh vẫn biết rằng lúc nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau. Các bạn đồng hành với nhau từ sân khấu và trong cuộc đời, đem đến những cái xúc cảm và làm cho mọi người hiểu hoàn cảnh của hai em hơn. Tất cả các bạn đồng trang lứa với em, làm gì hay đi đâu cũng có ba mẹ đồng hành. Con đã mạnh mẽ, con đã trưởng thành rất nhiều. Con nghĩ rằng ba sẽ rất là tự hào về con. Hãy đến tiệc thịnh soạn trên sàn diễn ngay bây giờ. Quý khán xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng 2019. Và trong đêm thi ngày hôm nay, năm cặp đôi của chúng ta sẽ bước vào vòng thi của mình. Có một điểm đặc biệt là vòng thi này sẽ không có cặp đôi nào bị loại. Chính vì vậy các bạn sẽ không bị áp lực. Nhưng điểm này sẽ rất là quan trọng, bởi vì chúng tôi sẽ lấy điểm của vòng thi thứ 8 và vòng thi thứ 9 để chọn ra kết quả một cặp đôi sẽ chia tay ở đêm thi thứ 9. Và trước khi mà chúng ta đến với phần thi tài của những cặp đôi, ngay bây giờ Nguyên Khang xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chờ đón các vị giám khảo của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của gia đình nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly. Xin được chào đón giám khảo nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và xin được chào đón giám khảo khách mời của ngày hôm nay, danh ca Hòa My. Đáng lý ra cái người mà phải khoác tay anh Minh Vy không phải là chị Cẩm Ly, mà phải là Nguyên Khang. Tại vì sao? Thưa quý vị, đây mới chính là cặp đôi của năm nay. Nè, rõ ràng cái của anh lấp lánh là cái của em nguyên người. À. Ủa sao hôm nay chị Phú xuất hiện lại vậy? Cái gì? Chị Phú. Chị Phú là sao? Chị Phú là em nói cho lịch sự đó chứ còn. Dạ thưa bà Phú. Nghĩ sao á? Mà anh gì là bà Phú, hòa là bà Phú, hòa là bà Phú gì? Trời ơi. Để như vậy từ đây cho đến hết chương trình thì thôi nè. Kiên quyết không thảy nó ra đằng sau. Bé Phú nghe anh nói nè. Cái đêm kỳ trước là mình đã được khán giả bình chọn là cặp đôi Mỹ Nam Mỹ Nữ rất là đẹp. Bé thống nhất cái kiểu gì mà bây giờ hai đứa mình ra mặc đồ tréo ngoe nha vậy? Không có liên quan gì hết luôn á. Thôi nếu vậy bữa nay chia tay luôn đi. Tôi về với chị My. Đây mới là một cặp. Dạ thôi được rồi, coi như là đe cặp đôi đến với nhau. Hôm nay quý vị cũng thấy nè, người phụ nữ của chúng ta cực kỳ thanh lịch với một bộ váy rất là đáng yêu. Đấy, phòng hình đâu chị quay một vòng cho mọi người thấy nè. À. Muốn vạch trận gì nữa. Không hề có lấy cái kẹp kẹp lại đâu nha. Đó. Quá là đáng yêu đúng không ạ? À? Và bây giờ bốn vị giám khảo của chúng ta đã rất là sẵn sàng rồi. Em xin phép em rước bốn vị giám khảo về ngồi ghế của mình để nghe nhạc và thưởng thức trong phần thi ngày hôm nay. Và chắc chắn các thí sinh của chúng ta sẽ rất là bùng nổ. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bốn vị giám khảo. Thưa quý vị, và để mở đầu cho đêm thi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi và chắc chắn là phần trình diễn của họ sẽ gợi nhớ về những cái kỷ niệm ngày xưa khi mà chúng ta yêu nhau, dắt nhau trên những cái con đường, và những cái con đường đó luôn là những cái kỷ niệm của những đôi lứa. Và hai ca khúc rất là quen thuộc, nhưng mà xin phép Nguyên Khang giấu tên để chi họ hát tới đâu ở dưới quý vị vỗ tay rần rần tới đó cổ vũ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu cặp đôi Thiên Vũ và Quỳnh Như. Lối mòn anh bước đi.
thương hoài. Anh ơi, nhìn gió lên khơi, lòng phố trong vời, một người xa cuối trời. Đời đây thao thức canh dài, e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Mình hướng huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi được sao mà nhớ mong để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chi trai xây đời, đem mến thương cho người người đời chờ anh ơi. Ghi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tanh. Cảm ơn nghệ sĩ guitar Vĩnh Tâm và xin được cảm ơn nghệ sĩ violon Quang Phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai ca khúc rất là quen thuộc, một bản mashup đó là Con đường xưa em đi và Khuya nay anh đi rồi, với phần thể hiện của Thiên Vũ và Quỳnh Như. Em xin mời danh ca Họa Mi sẽ nhận xét về cái tiết mục này. Bài hát này hai em hát có tình cảm và có cái sự đầu tư tốt, và hai người rất là ăn ý. Hai cái giọng ca bữa nay rất là dễ thương và rất là tốt, nhất là có biết xử lý những cái chỗ khuya nay anh đi rồi, khuya nay cái ngừng ngừng chút xíu, cái đó rất là tốt. Thì cứ như là mình biết làm như khuya nay làm gì, khuya nay anh đi rồi, thành ra mình ngừng ngừng chút xíu đó là làm cho người ta có một cái chờ đợi, là cái FV của cái câu hát đó nó rất là tốt. Và hai cái bài kết hợp mà cứ đoạn này đoạn kia, cái bài này bài kia, đó là cái sức mạnh của anh Minh Vi mới làm được thôi. Đúng nhiều không? Khi anh ngủ mà anh còn đọc mớ luôn. Phan ca sẽ đến chính khiếu là cái này anh làm theo bố cục của hai bé này đưa cho anh. Ồ vậy à, vậy là giỏi hai quá. Bé này nghĩ ra cái đó. Ồ vậy hả? Em chỉ làm demo trên cái bố cục đó thôi. Vậy là phải là hoan hô hai bé đó, hai con là có một cái ý tưởng rất là tốt. Và bây giờ thì xin mời phần nhận xét của chị Phú. Cái bài hát này tụi con hát hay là bởi vì dường như nó đúng vào cái sở trường của tụi con, đó là trau chuốt từng câu, từng chữ, từng từ trong cái ca khúc mà tụi con thể hiện. Tụi con có một thế mạnh như vậy nè, khi tụi con hát chung với nhau hay cực kỳ luôn. Nó giống như một người ca chị, mà là ca mạnh, ca khỏe, mà ca rất tình cảm luôn. Nhưng mà khi tụi con tách ra thì nó lại có một chút, nó hơi yếu một chút xíu. Tức là nói để cho tụi con tìm làm sao cái bài để mà nó có thể phô hết được cái nội lực của mình. Chị Vân nói đúng, là tại vì ở đây cái bài này là nó lọt đúng vào sở trường của hai đứa. Tụi con hát có sự trau chuốt đúng sở trường, tốt, không cần phải diễn. Nhưng cô có một sự đòi hỏi tí xíu, cái biểu cảm trên gương mặt, một cái chiều sâu, cái ánh mắt, thì người ta mới cảm thấy con đang buồn hay đang cái gì đó. Cái đó là cũng là một hình thức con diễn qua câu hát, biểu cảm. Nó sẽ làm cho người đối diện họ cảm hơn cái bài hát. Cô khen là hai cái áo dài rất là xinh, rất là đẹp luôn. Xin cảm ơn chị Ly. Rồi mấy khi chị Ly dành quá là nhiều mỹ từ, mà đặc biệt là khen cái bộ đồ thôi, làm cái catwalk biểu diễn nhẹ nhàng, trang phục truyền thống áo dài. Đẹp lắm. Thưa quý vị, sau đây xin được giới thiệu top 2 cuộc thi Miss Cặp Đôi Vàng của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, số báo danh 001, Thiên Vũ. Thiên Vũ chiều cao 1m85, số đo 3 vòng 98, 68, 98. Cô đến với cuộc thi với ước mơ chinh phục giải thưởng cao nhất. Hiện Thiên Vũ đang đam mê ca hát và còn độc thân. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón phần thi của thí sinh số báo danh 002, Quỳnh Như. Quỳnh Như với chiều cao 1m90, số đo 3 vòng 89, 69, 95.
Thưa quý vị, Quỳnh Như khi đến với cuộc thi này, cô luôn luôn rất tự tin và chinh phục được ngôi vị cao nhất. Và kết quả của chúng ta, Hoa hậu đã thuộc về. Hai thí sinh chúc mừng các bạn. Hai chị em ôm nhau giống như hoa hậu đó, đúng đó, rồi đó. Thưa quý vị, rất tuyệt vời. Quỳnh Như và Thiên Vũ, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thank you. Thưa quý vị, trong tình yêu đôi khi sẽ có những ngã rẽ. Hai nhân vật chính có khi rẽ những hướng khác nhau, nhưng cuối cùng họ sẽ gặp nhật nhau. Nhưng cũng có khi chính cái ngã rẽ nghiệt ngã đó khiến cho họ sẽ gặp những người khác trong cuộc đời của mình. Đôi khi sự mông lung trong tình yêu luôn luôn khiến cho người ta phải dằn vặt, đau đớn, suy nghĩ về nhau. Và ngay bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp nối cái mạch cảm xúc của câu chuyện tình yêu mà Nguyễn Khang vừa kể với phần thể hiện ngay sau đây. Xin được giới thiệu Tạ Đình Nguyên và Như Thùy.
Thưa quý vị, lời đắng cho cuộc tình với Tạ Đình Nguyên và Như Thùy. Em xin mời chị Tư nhận xét ạ. Hôm nay anh Nguyên anh diễn quá thôi, bữa nay anh biểu cảm dễ sợ luôn á. Tốt dần lên từng ngày. Chị có cảm giác như hai đứa tụi em á, lúc đầu không biết nhau á, bây giờ giống như gần tìm được cái điểm chung với nhau, có cái sự và tương thông với nhau. Cho nên khi mình làm hoặc mình hát cái gì nó cũng sẽ dễ dàng. Càng vào sâu trong á, hai đứa bắt đầu càng ngày càng khớp với nhau rất là nhiều. Cho nên là diễn hát rất thoải mái. Nếu mà xem ra những tập đầu thấy Nguyên, trời ơi, con thiệt là cù lần luôn á Nguyên. Nhưng mà giờ này biết diễn nội tâm, mặt biết đau khổ. Nhưng mà chỉ hồi nãy nha, anh ơi, nàng đưa tay lên, anh vừa mới chưa kịp đó. Nhớ mới cứ chạm cái giật đó, liền đó. Để mà làm gì? Để quay qua đây diễn tả là sao? Chị tính nói đó, chị tính nói cái đó đó. Thì người ta đưa lên ít nhất con cũng phải cầm tí xíu, rồi con có muốn buông ra cũng phải nhẹ nhàng, một cái sự nuối tiếc hay gì. Thì mới đưa lên à, con mới vừa đặt cái tay giống như nó vừa chạm cái tới cái câu con phải diễn tả buông ra cái đực đực đưa qua đây. Không, cái này xin lỗi chị Ly là em có thấy, nhưng mà tại vì cái tay của bạn ấy thuận về cầm micro, cái tới lúc bạn nắm cái chỗ bạn đó chuyển xong, micro bạn chuyển micro à, dạ. Cái đó là không có chấp nhận cái chuyện thuận micro. Cái đó không con, có không, cái không đó là nhận. Không có binh giật, không được. Có binh được cái kiểu đó. Khang à, em đừng có thấy cái giọng hát của Nguyên hay quá rồi em binh giật những cái đó. Nguyên em làm gì không được. Lúc đó em cầm cái đô em đứng làm sao, em ôm eo vậy đi, em vẫn cầm vậy được, em hát được mà. Đó, đúng thấy chưa? À, bây giờ nói mới được. Ủa, tôi nhớ là nãy giờ chưa có một cái bài nào mà bán bánh tráng mà sao Khang lật lẹ dữ trời. Không nhận em, chắc em xin bánh tráng của chương trình rồi. Em xin phép chị mời chị tiếp tục ạ. À. Mà con đã diễn thì con phải diễn cho trót chứ, làm giống như con sợ Thùy nó ăn thịt con vậy đó. Mới cái đụng giật đó. Tự nhiên người ta nhìn kỳ cục trong khi con diễn đó, diễn rất là tốt. Và hát bài này thật sự đó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Chúc mừng. Xin mời danh ca Họa Mi. Họa Mi thì thấy rằng ở giữa hai bạn á, thì Nguyên đó, Nguyên hát á, Nguyên có cái tình cảm trong cái giọng hát và trong cái biểu cảm. Thùy á, cái diễn tả của em á, nó hơi bị lạnh lắm. Tất nhiên là khi em hát, em phải diễn tả bằng cái mặt em luôn nữa. Khi người ta coi một người ca sĩ là người ta vừa nghe và vừa nhìn. Cô thì cô thích em phải diễn tả thêm về cái biểu cảm của khuôn mặt của em. Hai người á, đoạn đầu hát đứng hai bên, có mỗi người một nơi vậy đó. Nó rất là tiếc. Tại sao mình không đi tới gần mình hát, xong mình đi giảng ra giảng vô, rồi mình nói chuyện với nhau bằng những cái câu hát. Từ cái đó mình có thể diễn tả được tùy theo cái câu. Thành ra khi mình hát một cái bài, mình phải coi từng cái lời một, cái lời đó nói cái gì, thì tụi em sẽ theo cái lời đó để tụi em diễn tả. Cũng giống như là Vân đóng kịch thí dụ vậy, thì cũng phải theo cái lời đúng thì mình mới diễn tả được, chứ không thôi là mình cứ trơ trơ ra mình nói thì không được. Thành ra là cô My muốn là mình có cái động tác nhiều hơn, chứ không phải nguyên cái đoạn đầu là hai người đứng hai bên nhưng là cái mảnh ai nấy hát, rồi xong rồi các lần thứ nhì mới là ráp vô chút xíu, rồi mới là giảng ra, rồi mới bắt đầu chót, rồi mới là ôm chút xíu, mà thấy nó không được tha thiết lắm. Mình phải tha thiết hơn nữa. Từ cái bài này là cái bài của một cái tình yêu mà đau khổ, dù đau khổ nhưng mà hai người là yêu nhau mà, thành ra phải có một cái biểu cảm mạnh hơn chút nữa để tăng thêm cái sự hay của cái bài hát là người ta hiểu hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn danh ca Họa Mi. Không biết là nam giám khảo lấp lánh lập lòe bên áo của mình có muốn chia sẻ gì không ạ? Tôi có nhiều hộp mà tôi không lấp lánh nha. Dạ. Hộp tôi là hộp lì. Vâng. Đó, hộp đó hộp chiếu đó. Vâng, em biết rồi. Anh có chia sẻ gì không ạ? Về Nguyên, cái này đúng là sở trường của Nguyên. Còn Thùy bè rất dính, rất dính những cái câu bè của em. Chỗ đó hai đứa có tập rất kỹ và chỉ sai một chỗ thôi. Nên anh nên em chỗ bè đó, đúng không? Xem em như một gã khờ. Bị một lần thôi, bị một lần thôi. Anh ghi tại anh cũng soi, anh soi nhiều. Còn ngoài ra là hai đứa hát có cảm xúc trong câu hát, nhất là Nguyên. Cái này là khen Nguyên trước nha. Còn những lần trước anh khen em rồi mà không khen Nguyên, vì hôm nay em bị cái tóc anh không thích lắm về trang phục. Rồi xong, chúc một tiết mục hai bạn. Xin cảm ơn anh Minh Vi. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà hôm nay thật sự là các bạn rất đẹp luôn á. Tôi phải nói thật như vậy, rất là sang trọng và đẳng cấp. Nào, bây giờ tôi muốn các bạn sẽ cùng khoác tay nhau một cách rất là quý ông quý bà. Xin giới thiệu Tạ Đình Nguyên và Như Thùy. Bước đi. Quẹo đây. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ làm một chuyến đáp xuồng xuống dưới miền Tây. Mà nói đến miền Tây thì phải nói là cái vựa trái cây nó ngon khủng khiếp.
một trong những cái món mà gọi là khoái khẩu của nhiều nghệ sĩ của chúng ta, đó chính là món sầu riêng. Và ở đây có một cô bán sầu riêng đẹp lắm, vừa đẹp người mà vừa đẹp nết, cho nên nhiều chàng trai của chúng ta đem lòng si mê, trong đó có Minh Luân. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem anh ấy sẽ chinh phục, bước vào trái tim của cô bán sầu riêng như thế nào. Hãy cùng chờ đón cặp đôi Minh Luân và Phương Trinh Jolie. Tôi muốn ăn sầu riêng hạt liếp. Ủa anh hai. Cô ba, tuần này em xuống 2-3 lần rồi đó nha. Tại vì tôi thèm cái mùi. Mùi gì vậy anh? Mùi gì? Này cô, em bán sầu riêng. Sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào? Hỏi hoài à. Em thời có bán anh mua, dù cho 17 nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền gì vậy? Em đền 8 trái cho anh. Thôi đền khác đi. Còn tình duyên em đến cô ba ơi, kẹo xuồng vô giúp tôi với. Thôi em xuống đây mua. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Ủa sao vậy? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô, em bán sầu riêng. Sao không à? Đẹp như biển đó cho lòng anh tương tư. Mấy người nói ngọt lắm, tôi không có tình đâu. Dài hôm anh ghé hàng em. Sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Đúng rồi. Hai người bán mới cho hay. Cho hay sao? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Trời ơi, con mẹ nhiều chuyện. Nghiệp tụ dành nôi. Chị là chị lấy sầu riêng là chị giả vô mặt nha. Anh hai không có đâu anh hai. Em không có đi lấy chồng hôm qua. Anh đừng có tin lời mấy bà đó. Em không có. Cô có biểu chưa? Chưa. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Có đền gì vậy? Em đền lần này chinh trái cho anh. Thôi đợi tình duyên đi. Còn tình duyên em để trao người mua duyên. Cái kèo gì khó dữ vậy trời. Chứ sao đâu có dễ được. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sao vậy? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô, em bán sầu riêng. Ê trời đất ơi. Đẹp như tiếng đó cho lòng anh thương tư. Thôi anh hai ơi, anh đừng tương tư em. Anh mua sầu riêng giùm em đi. Em cảm ơn mà nhé. Dài hôm anh ghé hàng em. Sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Thì đó, hai người bán mới cho hay. Nữa hả? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Thiệt em khổ quá anh hai ơi. Em là hôm qua em không có phải đi lấy chồng gì hết trơn á. Người ta ghen ghét em đó, người ta nói xấu em. Thật là bởi vì mấy bà này xấu tính dễ sợ luôn. Bởi vậy, người ta còn trẻ măng về lấy chồng gì. Bởi vậy em là hiền nhất cái là cái ghe này. Ủa? Không có ai hiền hơn. Ủa, em hết trơn á. Cô ba. Nói vậy là cô ba chưa có người yêu luôn hả? Chưa. Trời ơi vô mánh. Cô ba anh... vậy cho tôi xuất làm người yêu cô ba nha. Nhưng mà hạt sầu riêng của em nó còn nhiều quá anh ơi. Em không có nghĩ tới chuyện tình yêu được. Trời ơi, thiệt á, cái sầu riêng này tôi mua hết cho tôi, bao hết luôn cái xuồng này. Nhiêu tiền vậy? Thì
thiệt hả anh? Thiệt ơi. Trời ơi, chỗ anh ơi sộp quá. Nhiêu tiền? Dạ cái ghe của em 2 triệu hả? Trời đất ơi, tưởng nó 200 triệu, ai ngờ có 2 triệu à. Hai nè. Triệu cô còn 4 triệu đưa luôn cho cô, 4 triệu luôn. Trời ơi, anh hai sộp quá à, anh hai giàu quá à. Cảm ơn anh hai nha. Đồng ý làm bạn gái tôi nha. Nhưng mà... thôi... Sao vậy? Bộ mua xong là cái kêu người ta làm người yêu hả? Thôi, anh hai ơi, hôm nay anh hai mua giùm em cảm ơn anh hai. Nhưng mà cái ghe này sáng giờ em bán cũng mấy trái rồi nên không có đủ 2 triệu. À, để em về em lấy thêm nha. Thôi không sao đâu, trời nói gì ra chứ tôi đâu có thèm sầu riêng đâu, tôi thèm cái khác mà. Quỷ à? Hả? Thôi đi, bây giờ em á là người miền Tây chất phát thật thà lắm. Em bán 2 triệu là phải đủ 2 triệu. Anh hai ngồi đây đi. Em đi về á, em kêu chồng với mấy đứa con nó bưng sầu riêng ra cho đủ nha. Cái gì? Cô mới nói kêu ai? Chồng với 2 đứa con của em. Ủa sao cô nói là cô chưa có người yêu, sao cô giờ có chồng? Ủa quý vị, quý vị làm chứng, anh có hỏi em có chồng đâu. Anh hỏi em có người yêu chưa đúng không quý vị? Anh hai hỏi em là có người yêu chưa, nhưng mà em không có người yêu, em có chồng với 2 đứa con. Anh hai ngồi đây nghe, tí nữa là em đem sầu riêng ra liền nghe anh hai. Cảm ơn anh hai. Gì vậy? Trời ơi, sầu riêng tôi đã mua rồi, tình duyên em mang cho người đành sao. Để bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gái đã. Ây da, chứ đáng đời ham sắc nha. Trời, sầu riêng gái đã đâm vào chân đau. Lương ơi, Lương, anh nói nghe, bây giờ lỡ rồi mình xuống mình tặng cho giám khảo mỗi người trái chồi sầu riêng thơm lắm. Sầu riêng em là thơm hạt chín cây luôn, hạt lép chín cây. Dạ, đặc sản Cái Ngon nhà em. Dạ. Ê, mà em không dạ, bảo đảm là còn ruột hay không nha. Ăn nha cô. Không có xịt thuốc dạ, luôn. Trời không ơi, có biết có ruột không? Không, không biết có ruột không kìa. Dạ chị dạ. Tư, chị Tư về, chị Tư Linh nè, anh Minh ăn nha. Dạ, dạ ngon lắm. Bây giờ mấy giờ ngưng lại ăn xong quay tiếp được không? Được, không được. Nó thơm ăn quá xong phải... nó tắt tiếng hết nói thì sao? Dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của ban giám khảo. Chị Dân chắc nãy giờ chị lo ăn sầu riêng rồi. Sao? Dạ. Thôi giờ em mời chị nhận xét trước đi. Em biết là sầu riêng là món khoái khẩu của chị luôn á. Biết sao không? Thực ra là tôi cũng tính phóng lên để tôi nhận xét trước rồi, nhưng mà tự dưng tôi nghe chị My nói trời dễ thương quá, lúc mà diễn hai bạn này chào á xong trời dễ thương quá, dễ thương quá, nói mình ơn vậy đó. Trời, nói độc thoại làm như không ai nghe. Dễ thương quá, dễ thương, bởi vậy giờ phải chuyển cho chị My coi chị My nói dễ thương sao nè. Mà chị My có thích sầu riêng không chị? Chị thích ăn thích sầu riêng. Lắm. Thích lắm luôn hả? Thích sầu riêng lắm. À, bữa nay á, hai em hát rất là hay, rất là dễ thương mà rất là điệu đà, nhất là Minh Luân đó, giống như công tử mà kiểu là công tử miệt vườn mà điệu mà đi tán gái đó, rất là hợp. Mà hát cũng hay nữa, mà Phương Trinh kỳ này hát khá hơn kỳ trước nhiều lắm á. Đó, kỳ này là hát rất rất là tốt rồi đó. Bây giờ nói tiếp luôn nha. Hai bạn lại làm cho tôi thêm một lần phấn khích nữa. Lý do tại sao biết không? Một cái ca khúc nghe rất là nhiều rồi. Giống như là hồi đó giờ cái mỗi mùa chôm chôm chín mùa chôm 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 là nhiều người làm video, nhiều người ca rồi. Hoặc là bài Văn Câu á, nhiều người rồi. Thì cái bài này cũng vậy, nhưng mà tôi không có nghĩ ra hai bạn lại có một cái hình thức thể hiện nó đáng yêu như vậy luôn. Trinh á cứ khoác lên cái đồ mà nó bèo bèo bọt bọt mà nghèo nàn lạc hậu á, là y như rằng á là Trinh toát ra được một cái thần thái ở bên trong cực kỳ dễ thương luôn. Không biết tại sao, lý do gì. Còn ngược lại hôm nay Minh Luân á, cô rất là ngạc nhiên luôn là Minh Luân nguyên cái phần mà con diễn từ chỗ này ra tới khi mà con bước xuống sông á, là con hoàn toàn là một Minh Luân khác. Cô không biết Minh Luân đó luôn. Đúng rồi đó. Cái đó là cái thể hiện của con thôi. Nhưng cái thể hiện đó nó quất vô cái phần nhạc.
con hiểu chưa? Thành ra là nó rất là đặc biệt luôn. À, nó vô cái nhịp, chẳng hạn như con quăng cái sợi dây chuyền đó là nó vô cái nhịp. Cho nên nó rất là hay, nó không giống như là những cái bộ phim hay là những cái vở kịch mà con trình diễn. Đó là cái mà tạo cái sự phấn khích trong cái ca khúc này đối với tôi. Cho nên rằng là tiếp lời của chị My thì ngày hôm nay là em thích cái bài này đấy chị. Chị cũng thích. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chị Vân. À, với lại tôi cũng nói một cái câu chốt hạ là không phải vì trái sầu riêng của em mà tôi khen cái tiết mục này đâu nhé. Tôi có thể mua được cả cái xuồng đó mà, đúng không nào? Dạ đúng. Nếu như tặng thêm một trái nữa thì liệu chị có nhận không ạ? Có thể thêm một câu nữa hay ho hơn. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của một vị giám khảo mà kiêng tinh bột, kiêng đường, kiêng những thứ nóng, kiêng sầu riêng. Dạ, kiêng hết mọi thứ. Và xin mời vị giám khảo đáng yêu của chúng ta, anh Minh Vi. Không, ở đây có quy tắc hả chị? Đó, chết chưa? Nếu mà cái tỷ lệ mà khen nhiều quá là bắt em phải chê. Em góp ý cho mình chê, góp ý. Anh ơi, nhưng mà nếu như tặng thêm trái sầu riêng nữa thì cái lượt góp ý của mình... May quá anh không biết ăn sầu riêng. À, không phải không biết ăn mà không có cho ăn. Không cho ăn luôn không? Vậy hả? Sao vậy? Cả một quá trình để kiêng á, không cho ăn đó. Không tốt, nói chung là không tốt. Nhưng mà em có kiêng ăn rồi em ăn. Em á thì ăn được, ăn chút chút thôi. Vậy thì thay lời chị Quả Mi, chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em hai đứa chị. Nó vẫn nằm chung ở nhà em nè, để đàng hoàng, để xa xa ra. Cầm đi ăn thế dùm mà. Dễ sợ thì thưa quý vị, tống thống hồi cũng bảo vệ hai trái sầu riêng của mình. Em nói chị nghe, ở đây mới có 4 trái thôi. Chị để không khéo nguyên cái xuồng đó Khang lấy hết. Dạ. Còn ở trên nhiều lắm chị. Tại sao chị lại có thể nghĩ xấu cho em vậy? Nhưng mà tại đúng là 5 trái này của em đó. Ok, anh nói tiếp. Đáng lý là em rồi. Điều tra chỉ trông kỹ. Gặp cái thằng ghét sầu riêng, đưa trái sầu riêng ngay mặt nó nữa. Ok, bắt đầu lật mặt từ từ nè. Lật mặt tập 1. Tin nhắn. Một bữa chiều ngày thứ 7, Julie Phương Trinh. Anh ơi, em không thể nào chịu nổi anh Minh Luân nữa rồi. 5 phút sau, Minh Luân. Chú ơi, chú có thể giúp con được không chú? Đó, cái tướng nói vậy, tướng tôi đã kêu tôi chú chứ con. Anh giống như là cái ông bắt cầu giữa hai người đó. Em và anh Minh Luân rất là cảm ơn anh Minh Vi đã cho tụi em có một cái tiếng nói chung trong bài này với rồi. Kịch bản rất nhanh nhưng mà rất là hiệu quả. Dạ, nói chung cũng cảm ơn chú. Coi chừng mất điểm đó nha. Không, tới cái lúc dám gọi ông là chú. Không, tới cái lúc nhờ giả là chú không mà. Còn lúc bình thường anh khỏe không? Nhờ giả. Nói chung là nhờ chú mà con với lại con mới hiểu được trên nhiều hơn. Ông muốn gọi là anh mà. Không, muốn gọi anh giả. Chúng tôi mất điểm đó, trừ điểm bây giờ đó luôn. Nói chung nhờ anh mà mới biết được Trinh nói về em như thế nào. Là cũng nhờ anh cũng biết được là anh nói như thế nào về Trinh. Đó, nói chung là thôi mình bắt tay nhau một cái, có gì mai mốt ha, ông bà bắt tay mà em cũng cầm được 4 triệu của anh này nha. Mình chỉ là một chuyện, mình đưa ai đi là một chuyện, làm được hay không là do các bạn nữa. Thiếu làm mà không có duyên là chuyện khác nha. Nhưng tụi em làm có duyên và biết rất cái, có duyên luôn, tự nhiên lắm. Và biết được cái thế mạnh của mình nằm ở đâu. Và hôm nay tụi em làm anh không thất vọng nha. Cảm ơn hai đứa. Em xin cảm ơn anh Minh Vi ạ. Cảm ơn anh. Đó, nói chung là ảnh nói là ảnh chê chứ ảnh góp ý vậy chứ thật ra ảnh một bầu trời yêu thương ở trong đó. Có nhận ra cái điều đó không? Đó, cho nên là sau cái chương trình này mình tặng cho anh Minh Vi 10 trái sầu riêng. Anh thích những cái trái to, ngọt, mọng nước. Tặng anh cái trái khác cho anh không thích sầu riêng nữa nha. Lát nữa xong chương trình tặng mấy trái bưởi cho anh luôn nha. Càng nha. Rồi, cảm ơn Càng nha. Rồi, anh sẽ uống nước ép bưởi của em rồi. Rồi. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho cặp đôi Minh Luân và Phương Trinh Charlie. Thưa quý vị, con người đôi khi sống bằng những cái hoài niệm, những cái nỗi nhớ, những câu chuyện đã qua của cuộc đời mình để đối diện với những thực tại khó khăn trong cuộc sống. Câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị ngay sau đây là về hai số phận của hai cô gái. Cô em rời quê của mình để đón chuyến tàu lửa vào thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc đời khi bước vào lứa tuổi thứ 12 và xung quanh cô không có sự đồng hành của ba mẹ để một mình bước vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ duy nhất có một người bác sống nhiều tháng liền để thi một cuộc thi âm nhạc. Và cuối cùng thì cô cũng đăng quang ngôi vị cao nhất. Và mỗi lần nhớ về cái ký ức ấy, cô tự thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Cô chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có sự yêu thương nhiều của bố mẹ. Hai chị em sống nương tựa vào nhau.
Chính vì điều đó mà cái niềm đam mê âm nhạc được vào thành phố Hồ Chí Minh đã luôn nung nấu trong cô. Nhưng đứa em trai thì chỉ mới 4 tuổi, làm sao mà cô đủ can đảm để rời rứt ruột đứa em trai ra và vào thành phố. Mãi nuôi cái ước mơ đó tới 5 năm sau, cô mới nộp đơn thi vào trường âm nhạc và theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi người một số phận, nhưng mỗi lần nhìn lại, cái cảm xúc tình yêu và nỗi nhớ đã khiến cho họ trở nên mạnh mẽ hơn và luôn mỉm cười về những gì mình đã trải qua. Mời quý vị cùng tiếp tục câu chuyện ấy qua giọng hát của Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Xa xôi núi rừng chiều biên giới đắng cà phê.
Sài Gòn chiều nay mưa vẫn chút buồn buồn ơi, bên anh cà phê hai đứa gây hết tâm tình, chung vui nỗi niềm quê miền chung đầy yêu mến. Mơ hạnh phúc mang giọt nắng hồng mưa tan. Quý vị vừa đến một ca khúc rất hay, ca khúc Nhớ. Tôi thấy là hai chị em hình như là nước mắt lưng tròng. Em nghĩ điều gì Thiện Nhân? Dạ thưa anh, là lúc đó em nghĩ là tất cả các bạn đồng trang lứa với em, làm gì ai đi đâu cũng có ba mẹ đồng hành. Ai cũng có ba mẹ đồng hành, nhưng mà quý vị biết không, đón cái chiến xe lửa vào mà chỉ có một người bác duy nhất đi chung thôi. Ba mẹ không có, ba lúc đó là không có đi được, cho nên là 12 tuổi là không biết gì luôn mà đi vào trong chuyến xe lửa đó vào đây để đi thi. Cô chị cũng xúc động lắm, cô chị cũng... Thôi, ông khóc nữa. Ông khóc con. Ông khóc. Thật ra cô chị mạnh mẽ vậy mà hồi nãy có một cái đoạn không khóc. Cũng rất là nhiều cái cảm xúc. Chị có thể hiểu được. Chị nghĩ là chị ngồi ở dưới khi mà cái dẫn truyện của Khang, em đã làm cô Nghĩa khóc rồi. Nghĩa là lúc mà Khang nói cái cuối đứa em trai và như thế thì Nghĩa đã xúc động lúc đó rồi. Chị nghe chị biết, nhưng mà Nghĩa cũng cố kìm. Bé Nhân, cô có cảm nhận được khi con hát cái câu mà ba ở ngoài quê chân đất phải không? Và thật sự lúc mà bé Nhân vào đây mới 12 tuổi không có ba, thì chắc có lẽ là cái bài này, những cái câu hát của nó rất thật đối với cái cuộc sống, với cái hoàn cảnh của hai đứa. Cho nên là đã chạm vào cái cảm xúc của hai đứa không thể nào cầm được. Và cô hiểu điều đó. Và hôm nay con đã mạnh mẽ, con đã trưởng thành rất nhiều. Con nghĩ rằng ba sẽ rất là tự hào về con, cho nên không có gì hết. Mà hôm nay thoải mái, tại vì bên này nó đúng hoàn cảnh của mình. Cho nên là con cứ việc bung xỏa, cứ việc khóc cho thoải mái ha. Mình cũng đã hoàn thành xong cái bài hát của mình rồi. Ok, giỏi lắm. Và Nghĩa bây giờ cũng đâu có sống gần mẹ đâu, cũng ở trong đây một mình. Cho nên là cái cám cảnh trong cái bài hát chị hiểu được. Ngày hôm nay thì hai đứa cũng đã có được một cái thành tựu như thế rồi. Chị cảm thấy rất là vui. Và chị mong là hai đứa vững bước và có thể là sẽ có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Ok ha. Cưng. Viên Hằng xin mời phần nhận xét của danh ca Họa Mi, mời cô. Họa Mi xin chào Nghĩa với lại Nhân. Hồi nãy Họa Mi nghe cái bài hát đó thì mới biết là hai chị em có cái hoàn cảnh mà cũng đều xa nhà, xa cha mẹ để mà đi lập nghiệp. Thì dầu gì mình cũng còn cha mẹ, nói thật. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mình phải buộc lòng mình rời xa cái quê hương của mình để mình tạo lập cái cuộc sống của mình một mình. Nhưng cũng có những người ra đời không còn cha mẹ nữa mà vẫn phải tự đứng lên. Cho nên cô cũng chỉ muốn nói rằng dù gì tụi con là vẫn còn là một người có hạnh phúc, là cũng còn cha còn mẹ. Thành ra ngày hôm nay nếu mà hai em được là một người, trở thành một người ca sĩ, là có một cái chỗ đứng nào đó trong cái giới nghệ thuật, đó là một cái phần thưởng cho cha mẹ của mình. Và mình cũng được cảm thấy là mình dành cho cha mẹ mình một cái hạnh phúc, và ngay cả chính mình nữa. Nên bỏ cái nỗi buồn đó ra một bên, rồi cái gì tương lai nó sẽ tới. Khi hồi nãy đó, Hòa My nghe Nghĩa hát đó, thì thấy Nghĩa xúc động rất là nhiều. Cô nghĩ rằng là em có một cái gì ở trong tâm tư của em mà em hát. Dù là cái giọng em rất chắc, nhưng mà em không có tự tin bằng Nhân. Nhân nó có cảm xúc nhưng mà nó kềm được. Nhân tánh nó cứng và nó làm được cái chuyện đó. Nghĩa coi vậy mà yếu hơn, có đúng không? Nhưng mà dầu gì thì hai chị em đã đem đến những cái xúc cảm
và làm cho mọi người hiểu hoàn cảnh của hai em hơn. Cảm ơn hai em. Xin cảm ơn danh ca Họa Mi. Chị hỏi xíu nè, bài hát này là ai sáng tác cho hai đứa? Dạ, giám đốc âm nhạc. Em cảm ơn anh. Anh có tất cả là hai bài nhớ. Bài nhớ đầu tiên là bài Nhớ Quê. Và bài nhớ này nó bị dang dở khi đang viết bài Nhớ Quê cách đây một năm. Anh chỉ viết được cái điệp khúc thôi. Còn cái bài nhớ này nó về cái quê miền Trung. Miền Trung mà rặt luôn. Và hai cô này có nói có thể cho cô xin bài mới được không? Nhưng bài mới là con dao hai lưỡi. Chưa chắc khán giả hay chưa chắc ban giám khảo có thể cảm liền được. Hôm nay phần đầu Nghĩa hát không có tốt. Cái đó là em không kìm được cảm xúc của em, là lỗi của em. Tất cả cái lỗi này chung quy lại là tại Khang. Lỗi của em rất là xin lỗi. Thôi lần sau chắc em nói ít lại một chút ha. Nói chung là hai chị em, anh nghĩ là tụi em đã mang đến cảm xúc rất là tuyệt vời rồi. Thì anh nghĩ là nên có một cái lời cảm ơn thật sự từ đáy lòng đến cái người nhạc sĩ viết bài này. Con không biết phải nói gì ngoài lời con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con không cần hoa mỹ gì hết trơn á. Cái câu đó của con là đã đong đầy tất cả những gì con muốn nói rồi. Rồi, cảm ơn hai chị em rất nhiều. Một tràng pháo tay cho Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Xin mời chị Vân. Những cái giọt nước mắt vừa rồi của hai đứa thực sự nó cũng có một chút xíu tủi thân, nhưng mà thực sự cái giọt nước mắt tự hào thì đúng hơn. Là bởi vì như thế này, bây giờ là hai đứa nhờ những cái gian khổ đó, nhờ những cái tự lập đó ha, mà bây giờ thực sự là cái giọng hát của hai đứa phải nói là rất là hay. Cái đường trước mắt của tụi em cực kỳ thênh thang rộng mở. Tụi em thuộc là một cái cặp mà chậm mà chắc, tức là đổ móng là gọi là có nền, có móng đàng hoàng. Rồi sau đó thì mình xây bao nhiêu lầu cũng được, chứ không phải là ngôi nhà mà không có móng. Nhiều khi một phát một đêm thành mười mấy tầng, nhưng mà chỉ cần một cái gì đó là nó sẽ sụp thôi. Nhưng tụi em không phải là như vậy. Tụi em đi bằng cái con đường chắc, chậm mà chắc. Với cái ca khúc này á, thì nó sẽ được cái này và nó mất cái kia ở đêm nay. Có nghĩa là vì mình quá cảm xúc thì là mình lại hơi bị một chút xíu chệch choạc về cái nhạc lý. Thế nhưng mà bù lại cái cảm xúc đến với người nghe lại cực kỳ đông đầy. Hôm nay cũng nhờ cái ca khúc này, cũng nhờ cái anh MC Nguyên Khang, ảnh nói những cái câu mà rót mật vào tai ở cái phần đầu nói về hoàn cảnh của hai đứa, thì mới hiểu được là tụi em là những người mạnh mẽ đến như thế nào. Nhất là bé Thiện Nhân, khi con vào đây mới 12 tuổi, thực sự nãy cô nghe cô muốn khóc luôn á. Biết Ngô, con cô nó 12 tuổi đây mà nó không biết một cái gì trên cuộc đời mẹ hết. Mà cái gì nó cũng níu kéo cô, nó bắt cô phải làm đủ thứ, trong khi con, một em bé 12 tuổi mà con đã tách khỏi gia đình như vậy và bây giờ con thành công như vậy. Thực sự là cô rất là xúc động luôn. Cảm ơn chị Hồng Vân. Hồi nãy có một cái câu cuối trong cái bài hát này mà Nguyễn Khang rất là thích. Ước mơ bình minh mang giọt nắng hồng mưa ta. Cái câu này thật sự là cái người nhạc sĩ viết cái bài này đã làm Nguyễn Khang chạm đến cái cảm xúc. Tại vì ai cũng có một cái thời vất vả, nhưng mà cái câu này để nói ra rằng khi mà cơn mưa tan với trời hửng nắng thì cái tương lai phía trước nó sẽ rất là đẹp. Và hãy xem những gì mà anh đang có, nó là một cái hoài niệm để giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thì anh tin chắc rằng khi mà tụi em có mặt ở đây, cũng như cái lời, cái thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm là hãy xem những cái mình đã trải qua vất vả để đón một cái tương lai nó đầy ánh nắng, đầy cái sự thành công hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn hai chị em rất nhiều. Một tràng pháo tay cho Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Thưa quý vị, tình yêu luôn có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Đôi khi đó là sự khắc khoải, đau đớn. Đôi khi đó là những cảm xúc rụt rè, e dè khi mà lần đầu chạm ngõ của tình yêu. Hai cái cảm xúc đấy, lần đầu tiên chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một liên khúc gồm hai ca khúc rất là nổi tiếng. Và điều đặc biệt, cặp đôi mà thể hiện cái cảm xúc này chính là người đã trải qua từ cái sự e dè đến khi họ hòa quyện nhau trong cái cảm xúc. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng chào đón cặp đôi Trần Vũ và Thu Trang. Thank you.
anh vừa thôi học xong. Yêu em anh soạn nhà. Thùa ấy thơ còn non môi xưa. Thùa ấy tiếng đàn nghe vụng qua. Cho nên không khoe nhau bài nhà. Người nhà mẹ dạy câu ca mang ra cho nhau nghe nhé. Ở nhà mẹ xây câu ru mang ra cho nhau ghi nhớ. Sâu đời trong heo ngoài tươi. Trần Vũ, Thu Trang với liên khúc hai ca khúc Tóc Mai Sợi Vắng Sợi Dài
và ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Hồi dưới tôi ngồi dưới mà tôi phải nói là đây chính là cái dòng nhạc của mấy bạn đó, sang trọng, đẳng cấp mà đẹp. Mà cái dòng nhạc này là chúng tôi đang rất cần cho phòng trà nội tâm của mình. Rù quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời danh ca Hòa My. Thì hai cái bài này rất là cảm động. Cái bài đầu tiên thì Tóc Mai Sợ Vắng Sợ Dài đó, Thu Trang á, hát á thì nó phải nhẹ nhàng, dễ thương hơn chút sữa. Dễ thương hơn, không có căng thẳng cái bài đó. Bài đó nó giống như là nó rất là nhẹ nhàng, nũng nịu. Thổ ấy, Tóc Mai Sợ Vắng Sợ Dài là một cái gì rất là nhẹ nhàng, dễ thương, một cái tình yêu. Cho nên mình không cần phải quá nặng nề. Giọng của em á, thì theo á, Họa My nghĩ rằng á, cái bài này, cái tông của em nó xuống chút xíu thì em ca sẽ hay hơn. Không biết có phải hay không? Đúng không? Đúng ạ. Còn cái bài này và bài kia đó là em rất là đúng cái giọng của em. Hai bài là Vũ đó phải không? Là rất là chắc, rất là hay và rất là vang. Cái giọng của em rất là hợp với hai bài này, không có gì chê hết trơn á. Mà dầu gì hai bạn lúc đó là mình hát chung với nhau, cho nên nó hỗ trợ với nhau, thành ra cũng rất là tốt. Xin cảm ơn danh ca Hòa My. Xin mời chị Hồng Vân, chị nhận xét về tiết mục này ạ. Các bạn đồng hành với nhau từ sân khấu và trong cuộc đời. Khi mà các bạn thể hiện á, thì lúc nào cũng giống như tinh khôi vậy đó. Tức là vẫn rất là lạ lẫm, vẫn rất là đắm đuối, vẫn rất là một cái gì đó nó ngượng ngùng á. Mà như vậy người ta không thể, nếu như không nói hai bạn là vợ chồng, chẳng ai biết hai bạn là vợ chồng. Mà dường như cả hai vợ chồng đều có một cái lý tưởng chung. Nhờ là chồng là nhạc sĩ, vợ là ca sĩ, cho nên kết hợp với nhau rất là dễ. Mà dễ thăng tiến lắm, cũng giống như Minh Vy với là Cẩm Ly vậy đó, đúng không? Và cái cảm xúc chung, như cái đam mê chung như vậy, thành ra là bất kỳ ở một cái ca khúc nào, ở một cái bài hát nào, cũng thấy là các bạn có cái đồng thanh đồng thủ mà nó lạ lắm. Tức là mình thấy như cặp tình nhân á, chứ mình không có thấy giống như là hai vợ chồng ở trên sân khấu đó. Ví dụ như trong cái này á, thì là rõ ràng á, là Trang đã lùi lại một bước để mà nhường cho chồng. Khi mới tiếp xúc, ví dụ như chị không biết đây là chồng, thì chị sẽ nói, ủa sao cái cô bé này cổ lại chịu lét như vậy, cổ phải giật xuống một tông để cho chồng mình nói chứ. Đúng rồi. Đó, nhưng mà bởi vì họ biết nhường nhịn nhau, cặp đôi đó, cặp đôi vàng mà. Cái sự cảm mến của tôi đối với cái cặp này nó lạ lùng lắm. Nó nghe này, hỏi nhỏ chút xíu thôi. Các bạn có cái cảm giác là khi mà cùng đi thi một cái cuộc thi như vậy á, thì các bạn thấy là các bạn yêu nhau hơn không? Hay là nảy sinh nhiều những xung đột hơn? Thực ra đây là lần đầu tiên mà hai vợ chồng em cùng đi thi một chương trình. Mặc dù cũng đi diễn show thì cũng có hát chung, nhưng mà tham gia các chương trình thì chưa bao giờ. Cho nên là khi mà tham gia một chương trình thì đương nhiên mình cũng có ra những cái quyết định mà có thể là nghiêng về người này, nghiêng về người kia. Nhưng mà chung quy lại thì tụi em đã xác định chọn bài đó, lên sân khấu diễn như thế rồi thì tụi em sẽ đồng lòng làm hết với những gì mà mình có và mình đã đặt ra, chứ không còn lăng tăng nữa. Còn trong quá trình mà mình làm việc thì đương nhiên nó sẽ có cái sự bàn luận. Đúng rồi. Sẽ có làm sao để cho cái bài nó tốt nhất và cái phần trình diễn nó tốt nhất, như vậy thôi ạ. Còn yêu nhau thì tụi em ngày nào cũng yêu nhau rồi. Thường thì ta nói hai vợ chồng mà làm việc chung với nhau là hay gây lộn lắm. Không, thường chị là ơi, như cũng vậy tùy đó. Ví dụ như trong trường hợp của hai vợ chồng Cẩm Ly Minh Vy chẳng hạn, có không? Trời ơi, yêu nhau gắn bó với nhau, làm việc chung là có những cái nguyên tắc riêng, nhưng mà bước lên cái là hòa thuận. Bởi vậy ngồi với nhau trong chương trình biết bao nhiêu mùa rồi, chứ mà xung đột quá là nhiều khi không ngồi được. Có thể là nghề nghiệp khác, nhưng mà nhất là vấn đề mà văn nghệ này nè. Mình thấy nếu mà chồng hoặc là vợ mà cùng một nghề đó là sẽ rất là hiểu với nhau. Tự vì mình cùng một nghề mình hiểu cái người nghệ sĩ nó khác cái nghề nghiệp ở ngoài. Cho nên cùng là nghệ sĩ với nhau mà cùng là vợ là chồng thì sẽ phải thông cảm với nhau rất là nhiều. Và việc quay trở lại thì Quyên Khang thấy anh Minh Vy hình như hôm nay anh có tâm sự gì đúng không? Hồi nãy đầu tiên là cái vụ mà xuống tàu em thấy anh vỗ đùi đét đét. Thì tập trước là bạn Vũ bạn nhường rồi. Tập trước là đêm của Trang thì Vũ đã nhường rồi. Nói vậy thôi, góc khuất anh chứng kiến ghê lắm. Có nhắn tin giống như cái cặp kia không? Không, mỗi hoàn cảnh khác nhau. À. Ví dụ như hoàn cảnh của anh với chị Ly. Thí dụ, bà rất thích. Lúc mà anh chuẩn bị ngủ 11, 12 giờ đêm chẳng hạn vậy. Không có nghe nói gì á. Không có nghe nói gì á. Không hề nghe. Nhưng mà 5 giờ sáng, bắt đầu mở điện thoại mà sáng thức dậy chuẩn bị 5 sáng chuẩn bị đi tập thể dục. Bấm lên thì tiếng 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 là biết chắc là tin nhắn của bà. Mở lên, sáng nay cái bài đó làm sao, kia sao, toàn chơi tin nhắn. Và bằng chứng là điện thoại anh dù có gọi số mạng này nọ kia,
tháng 1 triệu mấy 2 triệu nữa. Là chuyên môn nhắn tin bằng điện thoại và không bao giờ nói chuyện trước khi ngủ. Chị ha? Là chỉ nhắn tin thôi. Tại vì nhắn tin thì không có cái sự lộn xộn, không có gây lộn, không có từ chối hay không, đúng không? Mình nhắn rồi thì mình không phải, có tại vì như thế này nè, anh Minh Vy là đếm tới 3 là anh ngủ mất tiêu rồi. Cho nên là chị mới để nhắn tin để sáng mai anh thức dậy anh đọc được. Dạ. Không, em nghĩ gì đâu. Em nghĩ là em sẽ bênh chị Ly. Em cũng chọn cái cách như vậy. Khi hai vợ chồng em có những cái mâu thuẫn, có những cái mà cần phải giải quyết á, em thường sẽ không nói chuyện nữa và sau đó là em sẽ nhắn một tin nhắn hoặc là em viết không, một cái email. Cái đó là hai chồng em có xung đột. Hai chồng anh không xung đột. Không xung đột cũng nhắn tin. Tại vì nói đâu nghe đâu mà nói làm chi, đúng không? Không thì em được cái hai chữ 543. Số 2 là anh nghe mờ mờ rồi đó. Bởi vậy. Số 1 là rồi là đi rồi đó. Trở lại với câu chuyện mời anh. Lần đầu tiên chúc mừng là hai vợ chồng em đứng cùng một sân khấu, được thể hiện tất cả những cái niềm đam mê của mình, tất cả những thể loại, những dạng nhạc khác nhau mà trước đây mình chưa bao giờ có một lần gọi là đàng hoàng thể nghiệm với các thể loại nhạc đó, đúng không? Dạ. Tất nhiên vòng 1, vòng 2, vòng 3 mình giữ cái độ an toàn, 4, 5, 6 mình thể nghiệm. Nhưng hôm nay 7, 8 tụi em quay về với chính tụi em. Tập 7 Vũ nhường cho Trang, tập 8 Trang nhường cho Vũ, để thể hiện được cái sức mạnh, cái khả năng mà hay nhất. Và hôm nay chỉ cần đứng hát như thế thôi, giọng hai bạn rất là sáng và rõ. Dùng từ này, rất là rõ, rất là chi tiết. Chỉ có chút xíu Trang, có chút xíu về Trang thôi, cái bài này Vũ hoàn hảo. Anh thông cảm nha, thường thì miền Bắc mình thể hiện sẽ hơi kịch tính một tí. Dạ. Đúng không? Dạ. Nếu mà miền Nam mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái bài mình khi mình bắt đầu hát thì cái kịch tính mình hơi nhiều. Càng thi mình sẽ có cái kinh nghiệm. Và ở đây là không phải một cái sân thi để các bạn tôi phải hơn cái này hơn kia, mà hai đứa tới là tôi xem các bạn có gì hay, có thể tôi lấy một chút, hay bạn thấy tôi hay cái gì, bạn lấy một chút và bổ sung cho nhau. Thôi, sân chơi của cặp đôi vàng. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Một lần nữa Nguyễn Khang xin được chúc mừng Trần Vũ và Thu Trang. Cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đã có ở vòng thứ 8 này của chúng ta. Vui cũng có, hài hước với những trái sầu riêng cũng có, rồi những giọt nước mắt, rồi cả những câu chuyện tình vô cùng lãng mạn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả công bố ngày hôm nay. Cặp đôi nào sẽ giành được sự bình chọn của ban giám khảo là cặp đôi ấn tượng nhất trong đêm nay? Hãy cùng chờ đón quay trở lại 5 cặp đôi của tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng 2019. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố số điểm của các cặp đôi ngày hôm nay. Như chúng tôi đã chia sẻ thì đêm nay sẽ là đêm không loại, nhưng số điểm này sẽ được cộng dồn cho đêm thi tiếp theo, đêm thi thứ 9. Chính vì vậy, điểm số càng cao sẽ là một lợi thế. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho cặp đôi đã đạt điểm số cao nhất ngày hôm nay với 39,25 điểm đã thuộc về Minh Luân và Phương Trinh Jolie. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng chúc mừng cặp đôi đã đạt được giải nhì. Thưa quý vị, có hai cặp đôi đã cùng bằng điểm với nhau 38,25 điểm. Xin được chúc mừng cặp đôi Trần Vũ Thu Trang và cặp đôi thứ hai Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cặp đôi với 38 điểm đang đứng ở vị trí thứ 3. Xin chúc mừng, đó chính là Như Thùy và Tạ Đình Nguyên. Và cặp đôi tạm thời đang đứng ở vị trí thấp hơn so với những cặp đôi còn lại. Các bạn phải cố gắng nhiều nha. Đó chính là cặp đôi với 37,75 điểm Thiên Vũ và Quỳnh Như. Và bây giờ xin mời chị Cẩm Ly sẽ là người chọn ra cặp đôi tốt nhất trong đêm nay để trao giải thưởng 20 triệu đồng. Thật sự là đêm nay là chúng ta đã có được những cái giây phút thăng hoa cùng những cái sở trường riêng của mình luôn. Cả năm cặp thì với thống nhất ý kiến của 4 giám khảo thì đêm nay thì cái giải mà cặp đôi ấn tượng sẽ thuộc về một cặp
Tuy rằng vẻ bề ngoài họ không có được chỉnh chu cho lắm, nhưng mà thực sự ra bên trong họ rất là giàu có. Họ giàu có hơn các bạn rất nhiều. Đó là cái cặp bán sầu riêng đó. Chủ vựa sầu riêng của chúng ta đã giành được giải thưởng từ 2 triệu mua nguyên một cái xuồng sầu riêng, bây giờ có 20 triệu. Quá dữ. 4 triệu. Xin chúc mừng Phương Trinh, Julie và Minh Lương. Xin mời các vị giám khảo, chúng ta sẽ trao giải thưởng cho cặp đôi được yêu thích nhất. Quý vị, như vậy chương trình Tuyệt đỉnh Song ca cặp đôi vàng của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã theo dõi, đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.